gửi về. À, cái này gửi bao lâu rồi anh? Thuốc ngày 15 tháng 9, 21 năm. Dạ. Anh nhân có chứng minh hay là anh nhập giúp em đi em chụp hình. Dạ. Hà quá, em từng bên thuốc luôn. À, cái gói hàng thì được đóng gói rất là cẩn thận. Dạ, nhận hàng xong thì sáng mai thì Nhân sẽ khui cái thùng này. Dạ, cảm ơn quý vị khán giả đã xem. Dạ, xin chào quý vị khán giả kênh Bản Tin Sớm. Thì vài tiếng trước đây, tức là tối ngày hôm qua, tôi vừa nhận được thùng thuốc của Du Tăng Thích Minh Tánh gửi từ quận Cam, Hoa Kỳ. Sau 3 tuần mà từ quận Cam mà về tới Sài Gòn thì trong buổi tối ngày hôm qua tôi đã nhận được cái thùng thuốc của Du Tăng Thích Minh Tánh. Một lần nữa xin thay mặt kênh Bản Tin Sớm xin cảm ơn Du Tăng Thích Minh Tánh, xin cảm ơn anh Lân Phố Bô Sa TV đã làm nhịp cầu nối chuyển những cái thuốc này về tới Sài Gòn để mà tôi có thể là đi gửi cho các tổ chức thiện nguyện, mong là giúp cho bà con có thể là vượt qua cái đại dịch Covid-19 này. Và đây là cái thùng thuốc đầu tiên gửi về Sài Gòn trong số là 1 triệu viên thuốc của Du Tăng Thích Minh Tánh. Cái bên đơn vị mà vận chuyển cái thùng thuốc này là Phúc Lộc Cargo ở tại quận Cam. Dạ, xin cảm ơn Phúc Lộc Cargo. Thì ở trên đây thì có ghi là ngày gửi là ngày 15 tây tháng 9 năm 2021, trọng lượng là 17,5. Họ tên người nhận. Cái phần này là cái phần địa chỉ, thì xin phép được giấu cái phần địa chỉ ở đây ạ. Bây giờ thì sẽ khui cái thùng thuốc nè. Theo như Du Tăng Thích Minh Tánh đã chia sẻ trên kênh Phố Bô Sa TV rằng là những cái viên thuốc cảm này là do thầy, do đệ tử của sư thầy gửi cho thầy để mà thầy chuyển về Việt Nam cho các tổ chức từ thiện. Thì trước đó thì Nhân cũng có xem được cái clip ở trên Phố Bô Sa TV của anh Lân. Thì Nhân có nhắn tin theo địa chỉ liên hệ của Phố Bô Sa TV, thì anh Lân có phản hồi. Và bên cạnh đó thì cũng xin là một hũ thôi, một hũ nhỏ thôi, để mà có thể là đi gửi cho những cái người mà có hoàn cảnh khó khăn, đang gặp khó khăn trong mùa dịch Covid đó. Thì không ngờ lại là thầy là gửi cho tới một thùng lận. Thì bây giờ thì Nhân đã khui hết băng keo ra rồi, thì bây giờ thì mở thùng thôi. Một lần nữa xin cảm ơn Du Tăng Thích Minh Tánh cũng như là anh Lân Phố Bô Sa TV đã làm nhịp cầu nối để Nhân có thể nhận được những cái viên thuốc cảm này từ Du Tăng Thích Minh Tánh để có thể chuyển cho đến các tổ chức từ thiện nhằm giúp đỡ cho bà con mình gặp khó khăn hay bị cảm cúm gì đó. Thường thường ở Việt Nam thì làm mút, còn ở đây là cái túi hơi, cái túi hơi để họ bảo quản, tránh va đập. Đây là cái phiếu gửi hàng từ Phúc Lộc Cargo, số là 9191 Đại lộ Bô Sa, Westminster, Cali. Ghi rõ là anh Lân Phú Bô Sa với lại thầy Thích Minh Tánh. Rồi, tạm thời thì mình để cái phiếu gửi hàng này sang một bên. Chúng ta tiếp tục xem cái thuốc ở trong đây. Acetaminophen 500 mg. Một cái hũ như vậy thì có 1.000 viên 500 mg. Rất là nặng. Quý vị có thể nghe được những cái tiếng sột soạt, những cái tiếng thuốc
ở phía bên trong hộp. Những cái thuốc thì họ có những cái khóa mở an toàn như vậy nè quý vị. Trong đây thì có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 12 hũ. Một hũ như vậy 1.000 viên thì là 12.000 viên tất cả. Thì tất cả thuốc này đã đựng trong hũ rồi. Nếu như mà nó là cái vỉ á, hay từng vỉ á, thì nó sẽ đơn giản. Còn này là một cái hũ như vậy thì gửi cho những cái tổ chức từ thiện á, thì với số lượng lớn như vậy nó sẽ rất là hợp. Còn nếu mà những cái như là thuốc dạng vỉ, một vỉ 10 viên á, thì có thể xé lẻ ra mình có thể là gửi cho những cái những cái hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ gì đó. Nhưng mà cái này là thuốc này là cái số lượng nhiều, một người không có thể mà sử dụng hết 1.000 viên nhiều được, phải sử dụng trong thời gian dài. Cho nên là những cái hũ thuốc này thì Nhân sẽ chuyển cho cái tổ chức từ thiện, đó chính là cái nhóm mà thiện nguyện quận 9, một trong những cái nhóm mà hoạt động từ thiện ở tại quận 9 cũ, nay là thành phố Thủ Đức. Thì họ có những cái hoạt động thiện nguyện cũng từ rất là lâu rồi, cũng gần 10 năm nay rồi. Nhưng mà họ rất là kín tiếng, họ không có chia sẻ nhiều. Thì chỉ có họ có một cái trang Facebook cá nhân thôi, nhưng mà chia sẻ dưới dạng là bạn bè để xem thôi, chứ không có chia sẻ rộng rãi khắp nơi khắp chốn. Nhưng cũng có một vài lần theo chân họ đến những cái nơi, ví dụ như là ở Gia Lai nè, gặp những cái bà con dân tộc, hay là đến với lại là khu vực mà Đức Trọng đó, gặp bà con dân tộc Cờ Kho, hoặc là về Sóc Trăng để mà trao quà cho những cái bà con nghèo Khmer. Thì nhóm đó là của chị Ngọc Lan Nguyễn á, thì Nhân cũng có đi vài chuyến. Thì họ thường hay tổ chức những cái hoạt động thiện nguyện, họ gửi những phần quà cho những bà con nghèo khó khăn gánh cơ nhỡ. Ví dụ đây là gần gần nhất của họ, đây là họ trao quà đến các nhà dòng giáo xứ ở bà con thuộc phường Hiệp Phú, phường Linh Trung thuộc thành phố Thủ Đức nè quý vị. Những cái bài viết, những cái hình ảnh mà họ làm thiện nguyện á, họ chỉ có bật ở chế độ là bạn bè xem mà thôi, chứ họ không có công khai rộng rãi. Vì cái việc này họ cũng muốn ồn ào. Cái việc từ thiện của mình làm thì mình biết. Và đây quý vị có thể thấy là những cái phần quà từ nhóm mà thiện nguyện quận 9 họ làm từ rất là lâu rồi, chứ không phải là gần đây. Có nhiều nhóm thì họ mới thành lập từ cái mùa dịch này, nhưng mà nhóm thiện nguyện này họ đã làm từ rất là lâu. Thậm chí trong cái mùa dịch đó, thì họ cũng làm nữa. Họ cũng có những cái phần quà gửi cho các tổ chức từ thiện, xin lỗi, họ có những cái phần quà mà gửi cho bên Mặt trận Tổ quốc, rồi phường xã đó, thông qua phường xã đó để họ chuyển đi cho bà con. Đó, như quý vị cũng có thể thấy đây là cái chú bộ đội nè, đó, chuyển rau cho bà con nè. Đó, thì những cái hoạt động thiện nguyện này làm cũng rất là lâu rồi, cho nên là cái số thuốc này sẽ Nhân sẽ xin phép được gửi hết cho nhóm thiện nguyện quận 9 để mà họ có thể là gửi cho những bà con nghèo, hay là những cái nơi mà cần cái thuốc này. Rất là nhiều cái hoạt động của nhóm thiện nguyện quận 9 họ chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên thì cái thuốc này thì đến được với lại nhóm thiện nguyện quận 9 thì Nhân cảm thấy là thích hợp, nó là một nơi thích hợp. Thì trước đó thì thấy cái clip chia sẻ của Du Tăng Thích Minh Tánh ở trên phố Vô Sa TV, thì Nhân cũng có hỏi xin anh Lân có xin tính xin là một cái hũ như vậy thôi, nhưng mà không ngờ lại thầy là gửi cho tới 12.000 viên Tetanol. Thuốc này là trong mùa Covid rất là cần quý vị. Thì một lần nữa xin cảm ơn Du Tăng Thích Minh Tánh, cảm ơn anh Lân phố Vô Sa TV đã làm nhịp cầu nối để Nhân có thể là xin cái thuốc này, rồi sau đó sẽ gửi cho
những cái tổ chức thiện nguyện, và cái thùng này rồi thì dân sẽ gửi cho nhóm thiện nguyện quận 9 để mà họ có thể là gửi đến những cái người khó khăn, những cái hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Đây, bây giờ nhân mở thử một cái hũ thuốc ra nghe. À, cái điều đặc biệt của cái hũ này là cái van này nè. Nó vặn tự do, nhưng mà cái này là ghi là hãy nhấn xuống. Đây nè. Đó. Nhấn xuống rồi sau đó dặn thuận hay ngược chiều kim đồng hồ thì cũng có thể là mở ra được. Nó có hướng dẫn cụ thể bằng tiếng Anh, thì tiếng Anh mình không có rành, nhưng mà đọc mình lẩm bẩm vài câu thì được. À, nếu có sai gì bà con cũng thông cảm ha. À, bây giờ mở thử nha. Đè xuống, đè chưa chặt tay. Dạ, chưa được. Cái này hơi khó. Đó, giờ chắc được rồi nè. Ây cha, cái này hơi khó ha. Này vẫn chặt nè, vẫn mở ra nè. Đây, không biết làm sao mà mở được đây. À đây, nguyên siêu, chưa có khui gì luôn. À đây còn nguyên siêu luôn quý vị. À, lúc đầu là nghĩ là khi mà thuốc mà gửi qua bên hải quan á, thì họ sẽ khui ra, họ để mà họ kiểm tra bơm thuốc bên trong, thì không ngờ là họ không có khui ra, thì đây là nguyên siêu luôn nè quý vị. Dạ, để thử mình tiếp tục khui cái hộp tiếp theo nha. Dạ, khui một hộp bất kỳ bên đây đi. Thưa, do là một tay cầm máy quay phim, một tay quay á, cho nên là không thấy, không có thuận được, nên quý vị cũng thông cảm. À, này cũng nguyên siêu luôn quý vị.